Rồi, mến chào anh em ha. Nay nhớ đi quay máy bán mì ở lòng hồ cho anh em xem. Nước ngập bây giờ là lên tới nóc rồi anh em ơi. Giờ có một chiếc máy cày cổ nó đang tính bò ra nè. Nãy giờ thấy bắn khó bắn độ, không biết nó leo dốc nổi không đây. Xe thấy yếu quá. Con này chắc mời tới vết 50 hay là gì nó lên anh em. Nó lên đời ha. Lên ơi. Luôn. Rồi. Nó cái đường cực ém luôn. Con kia đang chuẩn bị lên thì con này nó vò. Nó vò tới đây néo qua. Néo qua để cho cái em nó cậy dưới đây. Để lên. Rồi đó bắt đầu rồi, hết bờ chưa? Bắt đầu rồi anh em ơi. Dùm lại bắt đầu luôn. Má yếu quá mà chạy dữ vậy. Nó đen này anh em. Lên luôn. Đen có đồ ha. Khủng luôn ha. Những cái chú này là chú chở mì cho chú á. Có nghe chủ nè. Chủ mì luôn ha. Nó giúp chú na. Chủ mì thì họ làm họ bỏ tiền ra họ trồng này nọ. Cái mùa thu hoạch họ chở luôn thì có lời nhiều. Ít phải trả tiền công mướn ha. Rồi, quẹo luôn. Quẹo luôn em ơi. Cái này là đây chị ta. Rồi, quẹo trái qua luôn. Nôn. Má là bắn khối kìa. Ừ rồi. Mà ta dép mà bắn khối như Belarus vậy ha. Cái này cũ quá, xuống đời quá. Rồi, quá về luôn. Rồi, đây về luôn em ơi. Rồi, ổng xuống, chị về uống cà phê nữa ha. Từ từ về ha. À, ổng tháo cái... hình như là cái trục dẫn động để cho nó nhẹ đó nè. Lấy mỏ lết này nó xuống ha. Rồi lên bò lên về. Đóng cốp lại. Về. Đúa. Nuôn. Đó hình ảnh anh em đang xem là máy cày khủng long xứ Tây Ninh ha. Có loại còn mới đẹp lắm. Quy át này nọ thì nó 400-500 triệu, còn chiếc này thì chắc chừng 100 triệu đổ lại anh em ơi. Nhưng mà kiếm tiền thì ngon lành ha. Hư rồi tới đâu mình sửa tới đó thôi. Nhầm nhào gì. Rồi xin cảm ơn anh em nhiều nha. Chúc anh em khỏe và nhiều niềm vui trong công việc cũng như cuộc sống của mình ha. Ok, bye bye.